Trang và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ghét nhau như chó với mèo vậy. Nhìn chảnh lắm, không nào cũng ngứa ngứa. Thích lắm, ông thích gái tóc dài. Mê vợ vì một phần bà có tóc dài. Và hôm nay xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Arigato. À, có nghĩa là em đi bên Nhật à? Dạ, em làm bên Nhật rồi, hiện giờ em cũng đang làm cho công ty của Nhật. À, vậy đó hả? Còn em? Dạ, em chỉ là vợ của một cái ông đã đi Nhật và đang làm công ty Nhật thôi. Ủa, sao em cũng giống Nhật quá vậy? À, chắc là nhà em ở Nhật Bảo đúng không? Thôi, à, hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thoại Phương, năm nay em 30 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ, em tên Nhã Phương, em 31 tuổi. Em là Nhật Phương. Thoại. Dạ, em là Thoại Phương. Thoại Phương. Nhã em Nhã Phương. Dạ, Nhật Phương là con em. Hồi nãy anh nói Nhật Phương là con của em. À, Tam Phương, còn giờ là Song Phương. Dạ. Phương Nam gặp Phương Nữ là ở đâu, trong trường hợp nào? Dạ, tụi em học chung trường, nhưng mà cùng khoa mà khác lớp. Ghét nhau nhưng mà không có thích nhau. Dân gian mình hay gọi là ghét nhau như chó với mèo đó. Kinh khủng khiếp lắm. Khủng khiếp luôn hả? Đằng đây em nhớ ấn tượng đầu tiên là nhìn chảnh lắm, lúc nào cũng ngứa. Nhưng mà sau này mới phát hiện ra là bị rụng mũi bị tẹt, đeo mắt kiến nó bị trợt xuống như này, nó cứ ngước lên. Ra là vậy. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Còn một cái nữa để chồng nói hết. Mình nói nhiều mà người này cũng nói nhiều lắm. Mà mít ướt đụng cái thôi là thế này cũng khóc. Vậy trong lúc mà quen nhau vậy chắc là khóc nhiều lắm đúng không? Dạ có, khóc nhiều nhiều. Mà cái ấn tượng đầu tiên em nhìn cái anh Phương này là chắc em ấn tượng về cái mái tóc của ông trước đúng không? Dạ đúng, mái tóc, nhưng mà đó mái tóc đang trường. Mái 5 năm vậy nè. Dạ. Mà quần áo thì rách rưới, không chịu mặc đồng phục, lúc nào nhìn cũng rất là dị. Ồ, vậy. Cái tóc này là mới để đây thôi đúng không? Thay đổi kiểu tóc sành sạch ra anh ơi. Dạ. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Cua mừng năm trời đó anh. Thì chắc có lẽ là anh này luôn luôn mang niềm vui tới cho em, thì trong cái thời gian yêu nhau chắc chưa bao giờ cãi vã nhau hoặc là chia tay nhau đúng không? Dạ cũng có 3 lần á. Dạ. Mà lần nào nặng nhất kể nghe. Là cái lần mà ổng đi Nhật chỉ có mấy tháng nữa là đủ 3 năm thôi. Tháng 7 về là tháng 4 gây nhau chia tay. Lý do? Không ai chịu ai hết trơn, nói chuyện hồi cãi nhau rồi em cũng biết sao. Làm như là sau 3 năm thì tính tình cũng thay đổi nhiều, cách suy nghĩ cũng khác nhau nhiều lắm. 3 năm không gặp chỉ nói chuyện thôi. Cho nên lúc đó thì về gặp nhau một cái. Chưa gặp. Nói chung là còn 3 tháng nữa gặp nhau. Giận nhau khoảng 1 tháng, có nghĩa là cứ nghĩ là chia tay nhau rồi đó. Nhưng mà lúc đó em nhớ lại trước khi đi có hứa với nhau là muốn chia tay thì phải về gặp nhau một lần đã, trực tiếp với nhau rồi mới chia tay. Có nghĩa là chia tay trong lúc mà đang có khoảng cách xa nhau. Chia tay là khi em đang ở Nhật và bạn ấy đang ở Việt Nam mình. Dẫn môn khoảng 1 tháng trời là không có nói chuyện, nhưng mà em chủ động em điện về. Nói chung là điện về cũng bực tức lắm. Nhưng mà khi nghe lại cái giọng của người ấy tự nhiên mình thấy mình không có còn nhớ đến cái chuyện cãi nhau trước 1 tháng trước đó nữa. Cho nên lại quay về. Sau cái đợt đó thì bao lâu mới cưới nhau? Em về Việt Nam được khoảng 5 tháng là em cưới luôn. À, có nghĩa là các bạn đã kết hôn với nhau là được 4 năm. Dạ. Chắc là về là nhiều cái vỡ mộng lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái tư tưởng của một người đi qua Nhật mấy năm về, đầu óc tư tưởng nhiều cái khác mình lắm. À, khác, ví dụ khác kỳ em đúng nói không? Coi kiểu như thời trang đi. Bây giờ là đi vô bển về, giờ ăn mặc không cần biết thiên hạ nhìn mình thấy có kỳ không, mình thích gì là mình mặc đó. Nội dung như tóc tay vừa nhuộm vừa quăng, rồi đi đâu là vuốt keo này kia kia nọ. Chị mà thấy ai mà chạy cái xe vô bãi xe xong cái xuống xe cái nhìn vô cái kính xe làm đi vậy này là chồng em á. Ảnh có thích cái mái tóc của vợ. Nói tới mái tóc này mới nói, hồi xưa là em tóc dài lắm, ông thích lắm, ông thích gái tóc dài, gái tóc ngắn không có thích đâu. Rồi cái cưới xong về nói là hả, bà xã mà cắt tóc đi, về nhà mẹ đẻ chừng nào tóc dài ra rồi ông xã mới rước. Nói vậy thôi chứ được vài bữa cái ông bắt đi cắt tóc vậy, hết lãng mạn luôn. Dạ. Cắt tóc vợ em dài lắm hả? Dạ, dài gọi là dài qua mông á, nhiều dài lắm. Em thì em thích vuốt tóc. Mê tóc vợ đúng không? Dạ, mê vợ vì một phần vợ có tóc dài. Dạ. Nhưng mà về mới phát hiện ra tóc rụng nhiều lắm. Tóc rụng đầy nhà, tóc có thể làm nghẹt cống.
tóc có thể làm cả quạt máy không thấy quay được. Cho nên là vợ ơi, vợ đi cắt tóc đi. Sao vậy em, có cái thú vui lạ lùng sủng vậy? Em cũng không biết được, mà nói chung là em thích tóc, là em thấy tóc dài dài, nhưng mà tóc dài mà tóc đen là em thích, là em phải vuốt được một cái. Đi vô shop vuốt tóc mà nơi canh. Trời ơi. Có lần nha, vậy là nặng lắm à. Thôi đừng qua vuốt gì ông dân nha. Bây giờ thấy em, chị thấy em nhìn tóc chị hơn. Đúng rồi đó. Còn tính xấu gì nữa không? Ông xã nói tiếp đi. Rồi, em hãy kể xấu về vợ mình đi. Sau khi cưới là em choáng váng nhất là mê hung và mê được hung. Hung gì? Hung em. Hồi trước khi cưới nha, năng lý lắm mới cho hung với hung cái á. Giờ hả, về cưới cái quyền là một ngày ít nhất phải hung 10 cái. Nhiều khi quên là hả, giận. Tức là vợ hung em bao nhiêu cái rồi em hung vợ bao nhiêu cái? Không có vậy. Sáp vô lộc nó nực quá, tránh ra. Ông kêu tránh ra. Dạ. Không có hôn nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn, phải lúc nào nó phải lãng mạn chứ. Ủa như vậy nó đâu phải là tính xấu đâu, là tính cái không, cái đó là em phát hiện ra trước khi cưới, là sợ phát hiện cưới chứ không phải là bị ám ảnh. Ám ảnh gì? Sợ bị người ta nói già anh chồng. Có đâu, ám ảnh giới thiệu ông nói ông tuổi ông chuột hay là gì đi, tại sao ông nói ông 30 tới em nói 31 ngượng chết luôn vậy đó. Đâu cho em đính chính luôn. Chị tưởng mà đem 33 thì có vậy thiệt thiệt mặt chồng em, mặt chồng em già hơn chị không nói giống đâu, chị không nói giống, chị tưởng đây là đi bầm bà đó. Rồi tiếp tục liền, không có cái vụ mà ám ảnh đó nữa. Tiếp tục đi cưng. Để em kể chuyện ám ảnh, như là sợ già hơn chồng là bắt đầu hả, gọi là ghen á, là ra một cái gọi là cái sắc lệnh là cấm bén mảng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Như em chiều nay về là em ngồi gần chuyện về chính hãng là em còn bị xử. Thôi chị Vân, nó mấy theo nó ngồi đi. Không phải ghen tự nhiên đâu chị, chơi với con gái không hà. Bạn bè con gái trong công ty, bao nhiêu đồng nghiệp con gái là tụ tập tụm năm tụm ba con gái, về nhà cũng chắc như con gái nữa. Vậy hả? Dạ. Tại công ty con gái tóc dài cũng vuốt tóc ta luôn. Ghiền mà thích tóc dài mà. Rồi còn gì nữa nè, vợ em còn cái ám ảnh gì nữa? Ám ảnh hả? Nhiều ông khi có nói em ghen. Nhưng mà không phải là không có cơ sở. Em nằm mơ thấy không có bồ hoài à. Mà em có thấy hình dáng, nhân dáng của cái người bồ một cách rõ nét không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ngoài cái cú ghen nó ra còn ghen nào ấn tượng không? Hồi Tết là không nhìn mặt nhau 2 năm. Mà sao vậy? Là từ trước Tết, hai mấy Tết cho tới mùng 6, mùng 7 Tết luôn. Mà sao vậy cưng? Tết về quê mà bạn này mới coi hình đi công viên. Không phải cái này là vô tình. Đi công viên cái ổng tự đưa điện thoại cho em luôn, biểu em chụp hình hai cha con. Em mới coi hình lại, coi cái thấy hình của nhỏ gái mặt tầm tạo dáng đẹp đẽ như này chị, chụp có một mình nhỏ gái vậy thôi mà 2-3 tấm liên tiếp luôn chị. Vậy thôi cũng ghen. Ghen ai nhờ, cái đó là ai? Chắc là cái cô đi dạo phải không? Em gái đồng nghiệp của em cho công ty. Trời ơi, bữa đó là cái công ty đi tiệc tất niên. Mấy ông nào cũng vậy, em gái của ông bà. Không, xí xí. Em gái chứ không, mà không phải em gái nuôi. Nuôi mới ăn, không có nuôi không có ăn gì được hết trơn. Ăn đó, tự ông nói ăn chứ tôi đã nói tiếng ăn nào đâu. Không, cái này không ăn đâu. Anh Thuận bên em cái đi. Cái này là không ăn mà chỉ nhấp nhấp thôi. Chị nghĩ coi, đi ăn tất niên công ty 50 người, tại sao lại dắt nhau ra cái chỗ mà không có một bóng người, mà chụp hình một chùm một cô đó thôi về ngắm. Em có thấy cái background đằng sau là gì không? Cái background ra cái hành lang ra. Cái hành lang của không biết nhà hàng hay là cái gì đi ăn tất niên, mà ra cái hành lang ngoài trời là không có trống trơn gì đó nữa, mà đứng có mình một chụp hình. Mà em cứ nghĩ tại sao lại chụp một mình về buồn buồn lấy ra ngắm hay sao đó. Bây giờ tức quá trời. Em chưa có sáng vẫn để nguyên mà. Chụp hình với con gái là phải để tay lên eo người ta vậy nè. Rồi sau đó là em có truy tìm ra được cái cô đó không? Dạ không, em không có bao giờ lục lọi gì trơn. Kể cả Facebook của ổng có để relationship với em là cái gì em cũng biết nữa. Và em mà bị vợ em mà kiểm tra như vậy em có khó chịu không? Thì đó là lý do tụi em giận nhau 2 năm đó. Mới đầu là vợ phát hiện vợ giận. Rồi sau đó bị giận ngược nữa. Em giận ngược vậy. Tại vì trước khi cưới luôn đã có nói với nhau là cưới nhau nhưng mà cái gì riêng tư là riêng tư. Nhất đối với đàn ông thì cái ví và cái điện thoại là cái riêng tư của đàn ông, đừng đụng vô. Thì bao nhiêu năm đó làm rất là tốt. Tự nhiên bữa đó cái coi xong rồi coi như ví dụ như bực mình nhưng mà thoát ra ngoài cũng không nói, cố tình để luôn nghe màn hình chính để cho mình biết rằng à phát hiện ra rồi. Theo kiểu vậy đó. Nên dẫn em lại. Em bực em cũng không, em không không nói, tại vì là vi phạm cái lời hứa của hai đứa rồi. Nên là giận nhau. Giận vậy thôi mà 2 năm. Hai năm trời, nguyên 2 năm rồi không nói với nhau một lời nào. Nói 2 năm ghê quá, từ trước Tết sau Tết. Trước Tết sau Tết thì hai năm, hai năm rồi. Bây giờ cuối cùng là ai nói trước? Em tức quá.
Trời ơi, tại sao mà em phát hiện cái tấm hình em giận đùng đùng lên mà không chịu nói với em mà đây là ai, tại sao chụp về hai giờ này kia mà còn giận ngược em là giận cái gì? Em tức mình quá, tới mùng 6, mùng 7 Tết sắp đi làm rồi. Em mới cào cấu ổng, em đập ổng, bắt nói chuyện với em. Rồi cuối cùng Phương có nói chuyện nào? Dạ có chứ. Đập đau quá phải thì nói, nói chung là vợ chồng nào thì cũng có xảy ra, nhưng mà tụi em luôn với phương châm là giải quyết. Cho nên là giận cho đã là thôi, cũng phải nói chuyện lại thôi, giận nhau có chia tay được nhau đâu. Rồi giờ Phương vợ mong muốn Phương chồng thay đổi điều gì? Cưng vợ hơn chút chứ cưới xong hết cưng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn cưng làm sao? Tháng về cho tiền nhiều hơn chút. Được đó chị. Nhiều hơn chút. Hay là sao đó, trời em phải nói cụ thể ra. Đó là phải, đúng rồi, phải là hả? Đưa tiền cho nhiều tiền, hơn. Cho tiền vợ nhiều hơn, có tiền nhiều cái vợ vui. Thôi bà nào cũng vậy chứ. Bà nào cũng vậy chứ. Thế còn Phương chồng muốn Phương vợ thay đổi gì? Thể hiện tình cảm với con tí xíu. Tại con gái nó cũng tình cảm. Khi lại rờ rờ mẹ, con đi ra đây mẹ nóng quá. Làm sao không chưa hiểu? Là vậy nè, ổng đi làm xe đưa rước, ổng đâu có đi xe máy. Em đi xe máy nè, phải đưa con rồi đón con rồi đi chợ nè. Về ha là lo nấu cơm, cho con ăn, quần áo giặt giũ làm, mọi thứ làm hết. Mình nó thì chạy đuôi với thời gian á, về không kịp nghỉ, cứ lo làm mà ăn thỏ cứ mẹ ơi mẹ coi nè, mẹ ơi thôi vẻ đẹp không nè, mẹ ơi nhìn thỏ nè, nên mình mới la. Ôi chồng mà phụ vợ nhiều nhiều, vợ rảnh ngồi chơi không là đâu có la đâu phải không chị? Có nghe còn mong muốn nữa là phụ vợ nhiều hơn. Đâu giờ thấy cũng phụ nhiều lắm rồi chứ. Đầu là tắm con, rồi rửa chén, rồi lau nhà, rồi dọn nhà. Hết luôn rồi đó. Cũng có làm chứ, bộ có làm như vậy nhà có làm mà. À khoan, nhà đổ rác nữa. Lần. Rác một tuần đổ một lần. Ví dụ vậy. Chị thấy hai cái mong muốn tụi em đều chính xác hết á. Em mong chồng em quan tâm chia sẻ với em nhiều một chút để em có thời gian. Thì chị nghĩ rằng là cố gắng tuần mấy lần đi. Giờ lên đô đi. Lên đô từ từ, lên đô từ từ. Đó. Còn cái chuyện mà chồng mong muốn em, cái vụ mà với bé Thỏ là chị thấy là hoàn toàn chính xác đó. Và lại là con gái nữa, cho nên nó rất cần cái sự mà âu yếm vuốt ve của người mẹ đó. Mà như vậy từ nhỏ mà em tạo vậy là nó lớn lên nó sẽ nữ tính, chứ còn nếu không nó sẽ bị nó khép kín lúc nào mà mình không có biết đó. Đến một lúc nào đó tự nhiên nó không muốn cởi mở với mình nữa. Hiện giờ nó đang có cái nhu cầu nó cởi mở với mình. Đây đang là cái thời điểm mà nó cần cái sự bộc lộ của nó ra để cho mình hiểu nó như thế nào. Thế mà bây giờ mình ấp lại, coi như mình không cho nó cái cơ hội đó, là khi nó khép lại rồi á là em muốn mở không nổi luôn. Đó, cái đó là phải chú ý nghe, tại vì đây nuôi con rồi biết. Hai cô con gái nên là rất hiểu cái điều đó. Rồi, cứ theo những gì mà chị Vân mới truyền đạt ha. Không, đó. Thiệt cái đó là chị nói nghiêm túc đó nha. Rồi xin cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Sao anh không nói yêu em nữa? Hiện giờ anh yêu người khác rồi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất mà. Kính thưa quý vị, tạm chia tay với cặp vợ chồng ở xứ sở Phùng Tang. Thì ngay sau đây xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi. Và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bi Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua cho em vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê. Thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng. Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi, Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi trước nhà đó, thì em thấy Chi chạy qua, nói ủa sao con nhà ai mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ngoài quán cà phê. Thì làm thì là nó rồi, cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Ở gần nhà em.
em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê, em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó, em tự động em kêu người ta chi mà thật ra tao không biết em là ai, đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu, tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa thì lúc đó lại đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì nói sao bạn này sao chảnh như vậy? Mình nói mình phải chắc là phải chinh phục của bạn này mới được thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại anh hẹn em đi uống cà phê, thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tân ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lấy cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ sau đó khoảng gần một tháng. À, con tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Ồ. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha. 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới, ông muốn hỏi đại chứ không cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba với mẹ hai bên thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu, đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Đó. Em cũng dự định là có cưới. Có nghĩa là cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay động chân bất kỳ việc gì á, xuống xe là cũng phải đỡ, rồi ăn cái gì mua cái gì cũng phải nghĩ đến em, là ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con à, rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa, em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Rồi cái cảm xúc của em sao sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫng, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại có sự quan tâm của chồng mình nữa, nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như mỗi ngày mỗi nói yêu em mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con làm sao, mình phải nói gì với con mặc dù nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con câu gì đó. Thì những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em, đúng không? Dạ. Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo, đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi thẳng luôn nè, ổng có hay đi nhậu không? Trời ơi, một tuần là 7 ngày rồi. Chắc luôn, làm bên bia mà. Hay nhậu chứ. Em sinh con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày. Không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Dạ, nhậu về chắc liền, ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Đánh lại không mà ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người đánh. Bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát khuôn mặt ảnh. Em tát hoài nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt á. Nhiều khi tát không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm
giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn cái hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi chai rồi nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên á, mới xô em ra cho em té xuống, ảnh cũng là ảnh tát em một cái, tát xong ảnh lên giường ảnh nằm ảnh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn vậy. Thì trước giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm, nhưng mà do em đánh ảnh thôi chứ không có đánh em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tụi lưỡi. Đánh nhau gây nhau đến mức mà mẹ chồng em phải lên nói cái gì vậy, thôi con, thôi thôi. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái tật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất mà. Thứ nhất là cái nói dai, nói dài. Nửa đêm ngủ dậy cũng kêu dậy nói cả tuần, khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nữa luôn? Dạ. Có khi một tháng cũng không chừng. Ví dụ nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi, cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi, cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất nữa là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái tham tiền. Có nghĩa là ăn cắp, thôi là vô địch thiên hạ. Ăn cắp hả? Dạ. Hôm nào mà đi làm, đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần bán lên là chắc chắn mất tiền. Rồi ủa, ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bà này giữ kinh tế, có nghĩa là bà mình... này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cắp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư là cắp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn, uống ly trà đá 10 ngàn, ăn cơm tắm rồi đúng ba mấy 40, nhiêu 50 là ăn cắp lại. Lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa mà anh đưa bóp cho em, anh nói nè, bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi. Nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, còn không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà anh gấp kiểu nào, mà anh nhét vô cái ô nào đó, mà tới bữa đâu. Sau tới bữa sau mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa, anh giấu tiền trong đôi giày đá banh, làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình không quăng đôi giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đá banh. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trỏng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi là gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Mong muốn hiện nay nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa rồi. Em như này có lên lương không? Không, cái còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi nội ngủ mà lo cái đó không mà tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa, và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm bản sách đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi không nhậu quá nhiều vợ, hay là cái gì đó lý do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký. Trời, rồi suốt ngày em sống bằng khát vọng. Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á, thì tụi chị thấy là rõ ràng á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều, những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á, thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền lên được nhiều những chỗ mà kinh đó. Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn em. Và bây giờ là phần kiểm tra Huý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ chăm sóc da dành cho cả nam lẫn nữ trị giá 3 triệu đồng đến từ thương hiệu Chotto. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher mua hàng trị giá 2 triệu đồng từ nhãn hiệu thời trang mặt nhà Pantene. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn quay lưng lại. Và nghe kỹ câu hỏi nha. Món ăn yêu thích của vợ chồng bạn là gì? Vợ chồng bạn thích ăn món gì? Quay qua. And salad. Này rau, trái cây. Rồi để coi bên này đi. Bên đây.
cơm gà, xôi mỡ, trời ơi, cá chiên. Như vậy bên này dính được cái salad như nào? Song Phương được ưu tiên chọn một trong bốn màu. Chồng em lúc nào cũng thích màu nổi nên chọn màu đỏ. Màu đỏ. Chọn màu đỏ. Còn Hưng, gặp với chồng Hưng. Em xin chọn màu vàng. Màu vàng, rồi. Như vậy? Chị tím hồng đi. Rồi, sáng qua đi, sáng qua. Rồi. Rồi, Thuận và chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước để xem trong này là gì. 1, 2, 3. Chúc mừng em. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. 1, 2, 3. Và như vậy là khán giả của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần quà đến từ nhãn hiệu Justbo. Đó chính là 6 phần quà chia nhỏ, một phần quà trị giá 500.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được 6 phần quà này, quý vị khán giả phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và bây giờ câu hỏi như sau: vợ chồng cặp đôi thứ nhất tên là gì? A. Thanh Phương Nhã Phương. B. Thoại Phương Minh Phương. C. Thoại Phương Nhã Phương. Rồi. 2. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.